quyết định team số 1 lấy thương hiệu của mình là đội gió. Đội gió ơi! Đội gió ơi! Rồi, câu chuyện số 2 tập tên đội mình là gì ạ? Ba chai! Ba chai! Trời ơi, ghê chưa? Đội ba chai! Đội ba chai! Rất tuyệt vời! Và bên này quyết định lấy đội tên mình là gì ạ? Sóng biển! Sóng biển rất tuyệt vời, rất ý nghĩa trong buổi chiều nay. Đội sóng biển ơi! Sóng biển ạ! Đội sóng biển này đoàn kết ghê lắm ạ! Thank you.
ở hôm nay cũng một buổi chia vui rất là vui với công ty Ocho Hoàng Long. Thì thay mặt cho ngành thông tin thì vô cùng cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý anh chị gia đình có buổi hiện diện trong buổi cuối của gala ngày hôm nay. Chúc tất cả quý anh chị gia đình chúng ta sẽ có một buổi tối thật vui vẻ, ăn uống cũng như là việc là ngon miệng cùng với lại gia đình Hoàng Long. Xin cảm ơn. Staring at your picture, it's hanging on my wall. Yeah, I even called your mama to ask her how to get through to your heart. And I said, I'm not a stalker, I just gotta know how it feels when I hold her close. So tell me what she likes, 'cause I'm running out of time. Promise you I'm not insane, something about her that I can't explain. I'm going out of my mind. Yeah, all I wanna do is make love to you. I'll hold on to you.